em ơi, xin chào tất cả mọi người nha chào mừng ngầu quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em thì hồi lúc sáng á em có chia sẻ cho quý cô bác anh chị mình một cái video đó chính là thông báo mới nhất ngày happy day kỷ niệm 4 năm của dự án bị network thì sáng nay có rất nhiều người đã được cây xe tức là cây xe đã mở ra cái phạm vi toàn cầu em cũng đã được cây c và em đã có chia sẻ hồi lúc sáng rồi anh chị có thể vào xem tham khảo ha và chúng ta vào trong cái app bdrone đó chúng ta xem trong cái mục là bkc nếu như có thông tin là chúng ta sẽ được kc còn nếu không có chúng ta chờ kết thúc phiên hôm nay ngày mai chúng ta vào anh chị ha là khả năng sẽ có nha một cái tin rất là vui rất là mừng anh chị và em thì chờ mấy năm nay sáng nay mới được kc cũng khá là mừng đó. nó thực sự là cũng rất là mừng luôn á kc thành công rồi thì bây giờ cái bước tiếp theo á là bây giờ anh chị vào cái app Bironser nha anh chị vào cái B nè rồi chúng chúng ta vào cái app B nè chúng ta vào ba gạch ngang phía trên bên trái chúng ta nhấp vào cái Bironser cho em nha rồi chúng ta vào lại cái giao diện BKC sẽ xuất hiện như thế này như vậy là em đã được xe thành công đúng không cái nội dung trong cái video này là em chia sẻ cho anh chị mình cái cách chúng ta đăng ký trở thành người xác thực kiểm duyệt cho người khác KC và chúng ta sẽ nhận được cái lợi nhuận cũng như cái phần trăm thưởng đó chính là cái đồng bi sau này nha. Đó, cái u cái lợi thế là cái thứ nhất là chúng ta kiểm duyệt thành công theo cái số đơn thì chúng ta sẽ nhận được cái số lượng bi tương ứng họ sẽ trả cho chúng ta sau này nhưng cái 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 lợi cái hại á, nếu như chúng ta kiểm duyệt không đàng hoàng không chuẩn chúng ta quay phim màn hình chúng ta ch chụp ảnh màn hình rồi chúng ta chia sẻ thông tin của họ thì nếu như bi tem biết được chúng ta sẽ bị phạt bị phạt ở đây là một có thể là bị khóa cái tài khoản bi của chúng ta ha rất là căng nha anh chị không phải đơn giản nha quyết định cho kỹ nha cái thứ hai nữa chúng ta một khi đã xác nhận người kiểm là người kiểm diệt rồi chúng ta phải có được cái thông tin cơ bản nhất để việc đúng cho người ta cũng như chúng ta thôi chúng ta gửi một cái đơn hình ảnh ok hết thông tin đúng hết mà cái người kiểm diệt không hiểu biết gì hết nhấp đúng nhấp sai vậy đó cuối cùng cái người kia người ta làm đúng mà người ta bị treo đơn cả năm hai năm thì rất là khổ rất là tội cho anh chị nên là anh chị xem kỹ cái video này giúp em rồi ở đây có cái mục là bạn có muốn trợ giúp xác thực những người tiêm phong không trong cái giai đoạn này là còn quay màn hình được ngang nên em quay chứ còn lúc mà à, xét gì cho người khác là em sẽ không có dám quay đâu rồi bạn có thể đăng ký để trở thành người xác thực và kiếm được bi sao mỗi xác thực thành công ở dưới đây chúng ta nhấp vào cái mục trở thành người xác thực nha Mấy hôm nay, từ hôm nay trở về sau là cái số lượng người KC sẽ rất là nhiều, nên đây là một cái cơ hội tốt để cho chúng ta có thể kiếm cái đồng bi được. Vậy ha. Rồi, trước khi chúng ta bắt đầu, chúng tôi rất vui mừng vì bạn muốn tham gia vào nhóm người xác thực của chúng tôi. Đây là một số thông tin về quy trình. Bạn hướng dẫn là một người xác thực C bạn mới cần hoàn thành hướng dẫn nhanh của chúng tôi bao gồm 7 câu hỏi phần thưởng bạn sẽ nhận được bi như một phần thưởng đối với người xác thực điểm đánh giá nếu bạn đưa ra tuyên bố không đồng ý với đa số người xác thực trong quá trình xác thực kc bạn sẽ trừ điểm đánh giá cũng như là cái độ uy tín của chúng ta là một phần trăm là cao nhất hoặc chín phần trăm là ngon kiểu như vậy như vậy ha chúng ta chọn cái chữ ghét xa cho em ở đây cái thỏa thuận dịch vụ thì chúng ta cứ kéo lên đi chúng ta chọn nè là chúng ta chấp nhận các điều khoản thông tin nha anh chị cứ đăng ký sau này chúng ta không không kiểm việc cũng không sao anh chị nha ở đây nè bây giờ nè chúng ta sẽ đọc chúng ta sẽ làm lưu ý các hành vi bị cấm bằng việc đồng ý với các thỏa thuận người dùng xác thực của bi bạn xác nhận rằng trong số các nghĩa vụ và hạn chế khác tất cả thông tin kc được truy cập trong quá trình xác thực là bạn không được phép nè anh chị phải nhớ nè sao chép hoặc chụp màn hình tải xuống hoặc lưu chia sẻ với bất kỳ ai là ba cái điều này là tuyệt đối không được làm anh chị nha nhấp vào xác nhận rồi đào tạo người xác thực kc thời gian ước tính 5 phút trước khi bắt đầu bạn cần hoàn thành bản hướng dẫn của chúng tôi ở đây là chúng ta sẽ trải qua các bước để họ đánh giá là chúng ta có được chọn hay không chọn là bắt đầu xem hướng dẫn nè ở đây anh chị sẽ thấy nè họ có đưa cho chúng ta là khớp giấy tờ tùy thân một cái giấy căn cước công dân đó rồi ở đây họ hỏi là hộ chiếu từ hoa kỳ đây có phải là giấy tờ tùy thân đúng không đúng loại nè anh chị nhớ nè đúng loại giấy tờ thật cập nhật hợp lệ gỗ gàng anh chị chọn không cho em nha họ hỏi là hộ chiếu hoa kỳ nhưng mà cái giấy tờ này á, nó giống như là một cái giấy tờ căn cước công dân nha là nó không đúng không đúng nếu bạn chọn không vui lòng cho biết lý do từ chối hình ảnh không rõ ràng giấy tờ tùy thân không đúng giấy tờ tùy thân hết hạn giấy tờ tùy thân giả sai quốc gia thì chúng ta chọn là giấy tờ tùy thân không đúng nha tại vì họ nói là hộ chiếu nhưng ở trên đây là cái giấy căn cước công dân chọn tiếp theo trả lời đúng nè loại giấy tờ tùy thân khai báo không khớp với loại trong hình khi chúng ta trả lời đúng là nó sẽ có thông báo luôn tiếp theo giấy tờ tùy thân khớp với giấy tờ tùy thân hộ chiếu từ pháp ở đây phía trên bên trái anh chị có thấy cái chữ là passport đúng là cái cái hộ chiếu đúng không rồi ở đây có phải là loại giấy tờ tùy thân đúng không chúng ta chọn có nè chọn tiếp theo nè đúng nè tại vì em đã chọn đúng nha khớp giấy tờ tùy thân thể căn cứ công dân quân quốc anh ở đây về trả lời là không tại vì cái hình ảnh này chúng ta không có thấy được cái gì hết chúng ta chọn là không ở đây là hình ảnh không rõ chọn tiếp theo đó trả lời đúng nè rồi nhận dạng khớp nhận dạng ở đây anh chị sẽ thấy anh chị sẽ thấy nè họ hỏi mà nó là hai cái người này có giống người trong bức ảnh bên trái có giống với người bức ảnh bên phải không đó anh chị để ý cái gương mặt của người ta ha đó như thế này rồi chúng ta chọn là phải nha tiếp theo khớp nhận dạng ở đây họ hỏi là người trong bức ảnh bên trái có giống với người bên phải không cái người bên phải chúng ta đâu có thấy ai đâu chúng ta chọn là không tại vì ở đây là hình ảnh không rõ đúng không tiếp theo kháng nghị thay đổi tên tên hiện tại Ro Smith tên mới là Robert Cademis. Cái này là không anh chị. Lý do thay đổi tên khi tạo tài khoản bi tôi đã sử dụng tên ngắn gọn của mình. Tôi muốn cập nhật lại tên của mình như tên chính thức ghi trên các giấy tạo tùy thân. Rồi ok đúng anh chị. Có nè. Tại vì cái chữ Ro là Robert Smith là cái tên còn chính giữa là cái như cái tên đệm của chúng ta vậy đó. Đó, trả lời đúng thay đổi nhỏ về tên có thể chấp nhận được. Kiểm tra thực thể sống video này có phải là video quay trực tiếp người thật không bạn chỉ có thể chọn câu trả lời đúng bạn chỉ có thể, chả, thể chọn câu trả lời sau khi phát đọc bộ video đầu tiên ở đây chúng ta phải xem cái video này nha rồi ở đây chúng ta chọn là có tiếp theo như vậy họ thông báo là à, chúc mừng khi mà anh chị nhấp vào cái mục ở dưới á là chúng ta phải trả lời câu hỏi thêm anh chị ha thì bây giờ em sẽ chia sẻ là câu hỏi này như thế này thì cái này anh chị có thể sử dụng cái, cái 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 cái, cái, dịch màn hình hoặc là chúng ta sử dụng hai cái điện thoại ha thì câu hỏi này á, là khi nào trình xác thực có thể chia sẻ dữ liệu xác thực thì chúng ta chọn cái đáp án cuối cùng trình xác thực không bao giờ chia sẻ dữ liệu xác thực với bất kỳ ai trong bất kỳ trường hợp nào đáp án cuối cùng chọn gửi anh chị nha chúng ta làm đúng á, thì nó sẽ lên cái màu xanh nha chúng ta chọn cái chữ là next question là câu hỏi kế tiếp tiếp tục ở đây khi nào trình xác thực có thể tải xuống ghi lại chụp màn hình hoặc lưu trữ dữ liệu xác thực trình xác thực là tức là chúng ta đó anh chị chúng ta chọn đáp án thứ hai không bao giờ tải xuống ghi lại chụp màn hình hoặc lưu trữ dữ liệu xác thực đây này hen chọn gửi nè đúng nó sẽ ra màu xanh chọn next web xanh tiếp tục câu hỏi nữa hình phạt về quyền riêng tư sao chép chụp hình chia sẻ ghi tải xuống và hoặc lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào từ việc xác thực có thể dẫn đến là chúng ta chọn cái gì chúng ta chọn đáp án cuối cùng tất cả các câu trả lời trên nha chọn show resort tức là gì? Hiển thị kết quả. Rồi ở đây họ thông báo một cái là Congress là chúc mừng bài kiểm tra đã hoàn thành. Bạn đã đăng ký làm người xác thực, việc xem xét ứng dụng của bạn có thể mất một lúc. Bạn có thể theo dõi các cập nhật trên màn hình của trạng thái. Chúng ta chọn cái chữ là see status xem trạng thái của chúng ta. Đó. Rồi thì ở đây chúng ta chờ đợi anh chị ha họ sẽ mất khoảng một thời gian để họ duyệt cho chúng ta thì khi mà chúng ta vào đây xong được á, thì chúng ta sẽ tìm đơn để chúng ta duyệt cho họ để chúng ta nhận cái phần thưởng từ bi nha em nhắc lại nha đặc biệt là không bao giờ chụp màn hình nha quay phim màn hình nha chia sẻ thông tin dữ liệu người dùng nha anh chị mà sai là chúng ta sẽ bị khóa tài khoản bi nha và bị bồi thường nữa đó